Và đây là toàn bộ đồ săn sale của mình trong ngày 24 tháng 11 với ngày 12 tháng 11. Và đương nhiên đồ săn sale của Long Thao thì giá của nó phải cực kỳ rẻ thì mình mới săn. Và các bạn hãy cùng mình đập hộp xem là ở trong những cái hộp hàng như thế này thì sẽ có gì, và đến cuối video thì mình sẽ giveaway một số món hàng cho mọi người, cho nên mọi người hãy xem đến cuối video nhé. Mình sẽ đập mấy cái cục hàng to trước để nó đỡ tốn diện tích, bởi vì mình đang để trên bàn mà. Đầu tiên đó chính là thùng khẩu trang bông sen vàng 500 cái với giá mình sale sale được là 52.000 và cả tiền ship. Cái này thì hồi nãy mình có bóc ra rồi bởi vì mình đã từng sử dụng rồi, nhưng mà mình nghĩ là mình nên bóc ra to thôi cho các bạn thấy. Đó, và mình sẽ được hai thùng thì không biết là dùng bao giờ mới hết. Rất nhiều khẩu trang bông sen vàng 500 cái. Giá gốc của thùng này mình nhớ không nhầm đâu đấy là 160 hay 170 gì đấy, và chưa tính tiền ship thì hôm mình sale được thì còn 52.000 là cả ship. Đây, ở đây là thùng thứ hai mà mình chưa bóc. Thùng này thì cũng 52.000 luôn. Đó. Mình sale được hai thùng, không biết là dùng bao giờ mới hết đây. Và trong cái buổi bóc hàng như thế này thì hồi nãy thì mình đã có đăng lên tờ bò đặt để một cái post để cho các bạn đặt câu hỏi ý. Bởi vì mình nghĩ rằng là kiểu nếu mà ngồi chỉ bóc hàng không thế này không thì nó không có hay, mà thay vì đấy thì mình sẽ kết hợp những cái câu hỏi cùng với mọi người để sẽ hay hơn. Đó, mình săn hai thùng là hai thùng đều màu đen cả. Tuy nhiên thì bằng một cách thần kỳ nào đấy, ông săn vàng đã gửi cho mình một thùng là màu đen và một thùng là màu trắng. Đây mình sẽ bóc cho các bạn xem. Cái này thì mình cảm thấy đeo khá là ok và nó khá là ôm mặt. Đó, thế này, và cũng không có đau tay đâu. Nói chung là mình sẽ vừa săn sale và mình vừa sẽ vừa bóc hàng và vừa review đồ cho mọi người ha. Cái bóc săn vàng này là mình nghĩ là chắc là các bạn ai cũng biết rồi đúng không? Và hai thùng thì chúng ta có 1.000 cái khẩu trang bông săn vàng. Và tiếp theo, từ để mình xem. Tiếp theo là một cục hàng. Cái này thì là tiếp theo là một cục hàng, nhưng mà cái này thì là không phải là đồ săn sale, mà cái này là được bên của Laros Bonsai gửi tặng mình bởi một cái sự kiện mình đặt tốt gì đấy. Nói chung là các bạn cứ hiểu đại khái hôm nay là quà này là của bên Laros Bonsai tặng mình đi ha. Đó, và cũng lâu rồi mình chưa có bóc nữa, hôm nay mình sẽ để mình bóc cho mọi người để xem là ở trong này là gì nha. Cái này hình như là tẩy trang à. Cái nhựa trang thì phải các bạn. Tẩy trang. Tẩy trang của Laros Bonsai. Tẩy trang chai này hình như là chai 200ml thì phải. Và ở đây có thêm kem chống nắng. Cái bản này thì mình chưa dùng, mình mới dùng cái bản tiếp kia thôi. Cái tiếp là Anthenol XL sao thì cái này mình chưa có dùng. Và một chai sữa rửa mặt. Đây là quà của Laros Bonsai gửi tặng mình. Đó. Gì? Mình rồi nhá. Đây là quà được tặng rồi nhá. Đó, mình sẽ để ở đây. Bây giờ mình sẽ vừa bóc hàng và mình vừa trả lời những cái câu hỏi. Đây. Ở đây thì mình có 205.000 cho hai chai nước tẩy trang của nhà L'Oreal màu tím. Thực ra là tất cả các màu mình đã từng dùng rồi, riêng màu tím thì mình chưa có dùng, cho nên là mình mua về mình dùng, sau đấy nếu như có hiệu quả sau thì mình sẽ review sau cho mọi người ha. Đấy, câu hỏi đầu tiên trong chuỗi câu hỏi mà mình đã tự soạn là hiện tại bạn đang làm công việc gì. Hiện tại thì nếu như bảo là một công việc có mức lương ổn định thì không, mà nó chính xác hơn là mình đang là một đứa thất nghiệp và mình làm tự do, và mình làm công việc là tiếp thị liên kết cho các sản thương mại điện tử. À, hai chai tẩy trang của nhà L'Oreal với giá 205.000, chúng không biết bao giờ mới hết đấy. Rồi, tiếp theo. À, tiếp theo đây là gì đây? Sữa rửa mặt Tây Thi của Sao Thái Dương 8.000 đồng. Đây, 8.000. Đó, một chai sữa rửa mặt Tây Thi. À đâu, cái này không phải sữa rửa mặt đâu, cái này là sữa tắm chứ. Nhập sữa tắm, 8.000 đồng. Sữa. Câu hỏi tiếp theo, mức lương hàng tháng của bạn là bao nhiêu? Thực ra thì nói
chia sẻ thật với mọi người là nói cái vấn đề mức lương thì nó rất là nhạy cảm. Mình chỉ thăm nói với các bạn là lương mình thì mình đủ ăn đủ mặc thôi đó. Với thêm nữa là mình cũng đã có kinh nghiệm rất là lâu trong cái việc là làm nghề này rồi, cho nên là mình sẽ tiết lộ mức lương cho các bạn. Tuy nhiên thì là mức lương tháng đầu tiên của mình làm công việc này, đó là tháng đầu tiên của mình làm cái việc tiếp thị liên kết này, thì mình có mức thu nhập khá là cao, đó chính là 402.000 nha. Và các bạn nghe không nhập đâu, 402.000 cho tháng đầu tiên. Cho nên là nếu như các bạn cũng là người làm cái nghề tiếp thị liên kết này giống mình, và các bạn đặt ngang mình với các bạn ở thời điểm hiện tại thì nó sẽ không tương xứng. Nếu như bạn cũng là người mới bắt đầu giống như mình thì chúng ta nên so sánh ở cái mức tháng ở cái thời điểm mà cái tháng đầu tiên của mình làm đấy. Cái này là set nguyên liệu nấu chè dưỡng nhan của bếp của mẹ Onisi, và mình săn được với giá là 4.000 đồng. Mình săn được với giá là 4.000 đồng. Ok chưa? Quay lại cái câu hỏi là chỉ cách làm ấy, thì chắc nếu như bây giờ các bạn muốn hỏi cách làm đúng không, thì các bạn có thể lên ở trên các trang social media, TikTok, YouTube, tất cả đều có những cái video clip hướng dẫn những cái bước đầu để làm tiếp thị liên kết rồi. Cho nên là mình nghĩ là mình sẽ hướng dẫn thì cũng chỉ hướng dẫn giống như các bạn khác thôi. Đây, 4.000 mọi người ơi, một set chè dưỡng nhan là 4.000 đồng đó. Đấy thì cách làm nó chỉ có như thế thôi. Còn trong cái quá trình phát triển của bản thân ấy thì mình nghĩ mỗi người thì sẽ có một cái khái niệm riêng, mỗi người sẽ có một con đường riêng để các bạn có thể tự lựa chọn cho chính cái con đường phát triển của các bạn sau này. Chứ còn nếu như bảo bắt tay cầm tay chỉ việc phải làm như này làm như kia thì mình nghĩ nó rất là khó, và mình cũng không biết rằng là cái năng lực của các bạn nó có phù hợp với năng lực của mình hay không, và cái việc chỉ như thế thì liệu nó có đồng điệu hay không. Còn nếu như mình đã cảm thấy pro hoặc là mình đã cảm thấy VIP rồi thì mình sẽ chia sẻ. Tuy nhiên thì cái việc mà mình chia sẻ thì nó sẽ không ở trong cái video này. Và nếu như khi mà mình nghĩ cảm thấy mình có đủ năng lực để mình chia sẻ cho các bạn rồi thì mình nghĩ là mình sẽ làm một cái video chuyên sâu hơn để chia sẻ. Và hy vọng clip đấy sẽ sớm xuất hiện ở trên kênh YouTube Long Ham này nhé. Ok, quay lại, cái này là xịt khoáng Evoludum. Cái này là xịt khoáng của Pháp ấy, mình nghĩ là mình không biết đọc nhưng mà bóc ra các bạn sẽ hình dung ra được. Và cái này là chai 400ml và mình săn được với giá là 42.000. Đây, 42.000 cho một chai xịt khoáng. Đây là xịt khoáng nhá. Xịt khoáng 42.000 đồng. Nhưng mà ôi, kể ra với các bạn chứ mình thấy bản thân mình dùng xịt khoáng ấy nó vô nghĩa lắm. Thật sự luôn ấy. Đúng kiểu xịt khoáng là nó chỉ thích hợp để xịt kiểu lúc nào mà bạn buồn ngủ ấy. Bạn có một cái chai xịt khoáng để ở trên bàn, sau đấy các bạn dùng cho nó cảm giác tỉnh ngủ thôi, chứ mình thấy khá có công dụng gì ngoài cái tên công dụng là cấp ẩm. Ừ nhỉ, công dụng cấp ẩm thì đúng không? Chắc là thế. Xịt khoáng. Đây, cái chai này mình nghĩ là bạn nào mà biết về skin care ấy, hoặc là kể cả không biết cũng thấy thì các bạn cũng thấy luôn. Đây, chai này 42.000 một chai 400ml. Ok. Tiếp theo mình sẽ vừa bóc hàng về trả lời câu hỏi mọi người nha. Ở đây chúng ta có cái này là cái gì đây? Combo gội xả phục hồi rụng tóc của nhà Tetsubaki. À, cái này là deal. Cái giá gốc của cái combo này là mình nhớ là đâu đấy là 300-400 gì đấy, còn mình săn được ở đây là với mức giá là 143.000 đồng. 143.000. Ok chưa? Rồi, trong lúc bóc hàng thì mình sẽ trả lời câu hỏi. Bạn làm công việc cụ thể là gì mà suốt ngày mình thấy bạn ở nhà thế đấy? Mình vừa mới đề cập ở hồi đầu rồi là mình làm về tiếp thị liên kết. Các bạn có thể hiểu đơn giản nhé, là giống như kiểu mình là người trung gian ấy. Kiểu các bạn muốn mua hàng, ví dụ các bạn muốn mua hàng ở trên Shopee đúng không? Và các bạn muốn mua giá rẻ hơn thì các bạn tìm đến mình sẽ cung cấp cho các bạn những cái mã giảm giá, và các bạn mua hàng qua những cái đường link mình cung cấp thì các bạn vừa được giảm giá, các bạn mua được giá hời, và các bạn mua hàng qua đường link của mình thì mình được sàn trả hoa hồng. Đó là công việc chính của mình nhá. Đấy, Tetsubaki các bạn thấy chưa? Trời ơi, một set như thế này mà chỉ với giá 143.000 thôi
và cái này phải xăng nhá, chứ không phải là số lượng nó cực kỳ ít. Tại vì bình thường nếu như bạn mua một cái chai dầu gội ở Bách Hóa Xanh nó đã bán đâu đấy 160 mấy ngàn rồi, mà mình xăng cả 3 món luôn thì nó 143 ngàn thôi, quá trời. Đấy, thế thì mới gọi là xăng sale chứ đúng không mọi người? Mức lương hàng tháng của bạn là bao nhiêu? Đã trả lời rồi, tháng đầu tiên lương của mình là 402 ngàn đó. Trời ơi, còn ai cũng sẽ bắt đầu bằng những cái... Từ quên cho nó. Cái này là cũng là nước tẩy trang của nhà L'Oreal luôn. Và cái này mình săn với giá 206 ngàn. 206 ngàn nha. Đấy, cho nên là ai cũng sẽ có bắt đầu và cũng sẽ có những thời điểm đỉnh cao và cũng sẽ có những cái thời điểm bắt đầu thôi. Và mình đã chia sẻ với mọi người rồi. Lúc mình vừa bắt đầu thì lương của mình tháng đầu tiên là 402 ngàn đấy. Trời đất ơi. Đó, lại tẩy trang tiếp này. Hai chai tẩy trang của nhà L'Oreal và mình săn được với giá là 206 ngàn. Rẻ chưa? Thực sự đã rẻ chưa? Tiếp theo. Ở đây mình có tiếp tục là sữa tắm của nhà Sao Thái Dương. Với mức giá mình săn ở đây là chỉ có 5.300 thôi. 5.300 Việt Nam đồng. Của phần Sao Thái Dương. Mà mấy cái này là mình săn ở trên live stream và hàng chính hãng nha, yên tâm. Hàng chính hãng hết đâu, không phải hàng phách đâu. Không phải hàng phách đâu, mà nói thật hàng phách thì giá nó cũng không thể rẻ như thế này được. Nhạc. Ở cái này có bóc hết. Rồi, đấy là những cái câu hỏi liên quan đến công việc của mình. Tiếp theo là những công việc, những cái câu hỏi về đời sống. Về đời sống của mình. Thì cái này là mình tự soạn nha, bởi vì các bạn không hỏi đâu. Nhưng mà mình nghĩ là mình nên chia sẻ hết công việc xong sang đời sống thì nó sẽ, cái video nó sẽ thú vị hơn. Và đây là lần đầu mình làm cái video kiểu này. Cho nên là nếu như các bạn thấy có gì sai sót hoặc là lộ thông tin, có gì sai sót hoặc là cần bổ sung hoặc là cải thiện gì đấy thì các bạn có thể comment cho mình biết đấy nhá. Đó. Nè, một chai sữa tắm nè. Đây là hàng tặng kèm. Tiếp tục là tặng kèm một chai sữa rửa mặt thôi. Đấy, tặng kèm một chai sữa rửa mặt. Thôi nhở, cái này ok hết đấy. Biết thế hôm trước mình săn nhiều nhiều cái này lên. Về câu hỏi đời sống, năm nay bạn bao nhiêu tuổi? Mình thì sinh năm 2000. Và mình vừa mới sinh nhật thôi, cho nên là mình mới 23 tuổi thôi. Cho nên là sang năm 2024 thì mấy cái tháng đầu năm 2024 thì mình vẫn 23 tuổi thôi. Tại vì mình vừa mới sinh nhật gần đây này, cuối năm rồi mà. Cho nên là mới 23 tuổi thôi nhé mọi người. Nhìn mặt thì tuy hơi già một chút, cách nói chuyện đến trông nó vừa trẻ trâu mà nó vừa già, nhưng mà thực tế là mình mới 23 tuổi thôi nha. Ô quên, cái này chưa đọc. Đấy, cái này chưa đọc. Cái này cũng là cái combo gội xả của nhà Tetsubaki. Và mình săn được với giá là 100... Đây. Mình săn được với giá là 143 ngàn ạ. Mà cái này là bản này là màu đen. Màu đen là mình nhớ là hình như là đắt hơn thì phải. Đây nè, 143 ngàn. Ok thua. Đó. Nhiều quá rồi. Từ để bỏ bên đây đi. Mình để trên bàn. Lát nữa mình quay trở lại cho các bạn xem nhé. Mới 23 tuổi thôi nha. Và thực tế quay lại cái câu chuyện về tuổi tác, cái này là mình tiếp tục là xịt khoáng. Và giá của nó mình săn được là 42 ngàn. Thực tế là cái câu chuyện là 23 tuổi mà phát triển cộng đồng, hay là theo như một số bạn nghĩ rằng là mình thành công hoặc là mình giỏi, thì các bạn phải nhìn lại cả một cái quá trình mình cố gắng nữa. Bởi vì lúc trong cái lúc mà ví dụ nhá, là hiện tại các bạn học lớp 10 đúng không, thì các bạn đi học, các bạn chỉ việc học thôi, các bạn chẳng phải đi làm thêm cái gì cả. Nhưng mà khi mà mình vừa mới bước chân lên lớp 10 thì mình đã dấn thân vào con đường bán hàng kinh doanh online từ hồi lớp 10 rồi. Và lớp 10, lớp 11, lớp 12, năm nhất, năm 2, năm 3, năm 4, ra trường 2 năm, là tổng cộng là mình đã có 9 năm kinh nghiệm trong cái việc là bán hàng, bán dịch vụ liên quan đến cái việc kinh doanh rồi. Đó, và chưa kể nữa ra là mình trong suốt 4 năm mình học đại học thì là mình học chuyên ngành là quản trị khách sạn, thì nó thiên rất là nhiều về cái câu chuyện về quản lý và cả dịch vụ nữa. Đó, cho nên là đó là cả một cái quá trình, chứ không phải là kiểu bỗng dưng trúng số hoặc một phát là bạn có thể phát triển được lên và bạn có thể lên cao như thế được. Đó, cho nên là không phải là trẻ tuổi mà
Nhưng mà như các bạn nghĩ đâu, đó là cả một quá trình của mình đấy. 42.000 một chai chìa khóa, được chưa? Tình trạng hôn nhân. Kính thưa gia đình, con viên hai họ là hiện tại là cái này là cái gì đây? Có là chìa khóa tiếp, nhưng mà cái này mình sang chỉ với giá 32.000 thôi. Có là chìa khóa tiếp, nhưng mà cái này mình sang chỉ với giá 32.000 thôi. Và cũng phải chia sẻ với mọi người luôn là tất cả những món đồ mà mình đặt ở đây, không có món nào mà mình thực sự cần cả. Có chăng thực sự cần là một hộp khẩu trang thôi, còn lại những cái món đồ này thực tế là đồ skincare của mình rất là nhiều. Mấy cái này là mình sang được, mình đang không biết là mình sẽ làm gì. Mình nghĩ là mình sẽ give away hoặc là mình sẽ bán lại hoặc là gì đấy, các bạn là không biết. Nhưng mà cái mục đích chính của việc săn này là mình về để mình đập hộp cho mọi người xem những cái món đồ săn sale là nó như thế nào, và làm một cái video để đăng lên YouTube hết nha. Kính thưa con miền Tây họ, tình trạng hôn nhân của con là trong suốt 23 năm cuộc đời thì con cũng thích một người lắm, nhưng mà toàn là thích đơn phương thôi, cho nên là hiện tại là con vẫn độc thân nha. Và mới thời gian gần đây là con cũng có là con tưởng là người ta thích con, cho nên là con đã nhắn tin con hỏi rằng là có thích mình không. Thế là bạn đã trả lời lại cho mình là we are just friends, chúng ta chỉ là bạn. Đây là nhắc đến mấy cái câu chuyện mà cái gì, câu chuyện tình cảm ấy, nó chắc trở lắm mọi người. Ở đây mình quên chưa đọc cái này gì, cái này tiếp tục là chè dưỡng nhan của nhà Onishi, mà cái này là mình mua set 250g thì là nó chia hai ra, và cái này mình mua với mức giá là 7.000 đồng đó. Cho nên là khi mà nhắc đến câu chuyện tình cảm thì mình luôn tự nhủ cho bản thân rằng là ông trời không cho ai tất cả. Nếu như công việc của bạn đã thuận lợi hoặc là bạn có thể có một điểm sáng hơn so với những bạn cùng trang lứa rồi, thì ông trời phải lấy lại của bạn một điều gì đấy. Và đối với mình ở thời điểm hiện tại thì mình xem đó là câu chuyện tình cảm hôn nhân nha. Chưa được yêu ai, thực ra là thích người ta rất là nhiều, nhưng mà chưa có một mối quan hệ nào mà mình cảm thấy là người ta thực sự thích lại mình cả. Đơn phương thôi. Đây là gì? Nhá. 4.000. Hôm nay là nhắc đến mấy câu chuyện tình cảm là được, là hay đi khuyên bạn bè lắm, nhưng mà chính mình lại cảm thấy bị rắc rối xoay quanh trong chính cái vòng lặp của chính bản thân mình. Tiếp theo, sắp hết hàng rồi mọi người ơi. Sắp hết rồi. Nãy giờ 21 phút rồi. Điều gì khiến bạn cảm thấy tự tin nhất? Tự tin nhất ở thời điểm hiện tại, cái này là fashion. Cái này là kem chống nắng La Roche-Posay, và mình mua được với giá là 187.000. Để che lại cái thông tin. Đây, kem chống nắng La Roche-Posay mình mua của fashion với giá 187.000 ạ. Tự tin nhất hả? Tự tin nhất từ nhỏ đến bây giờ thì mình nghĩ rằng là mình là một cái đứa hoạt ngôn. Hoạt ngôn nha. Đấy, giống như cái câu chuyện nãy giờ mình nói với các bạn ý, chả có kịch bản gì cả, cứ ngồi rồi thao thao bất tuyệt như thế thôi. Và mình biết rằng rõ ràng khi mà chúng ta nói chuyện không có kịch bản sẵn trước ấy, thì nó sẽ có thể là tự nhiên thật, nhưng mà nó sẽ gây nhàm chán cho một số người. Đó, 187.000. Và cái này bình thường các bạn mua một chai kem chống nắng La Roche-Posay này, các bạn cho dù các bạn mua sách tay thì cũng phải gần 300.000 rồi đúng không? Đây là mình mua chính hãng của Watson luôn nha. Watson thì ai cũng biết rồi đúng không? 187.000. Đấy là mình nghĩ là hoạt ngôn. Còn về điều gì mà khiến bạn cảm thấy tự ti nhất hả? Tự ti nhất là nếu như nói về chính bản thân mình thì mình nghĩ là do mình xui xẻo về đường tình duyên, thì mình đấy là điều mình cảm thấy tự tin nhất thôi. Còn những câu chuyện khác thì hiện tại thì mình cảm thấy rất là ok. 187.000. Đó. Tiếp theo ở đây chúng ta có son kem lì Muji màu SL12 với giá mình săn được là 16.000 đồng. Điều bạn mong muốn nhất hiện tại là gì? Điều mong muốn nhất hiện tại của mình là mình mong muốn là mình được tự do tài chính trước tuổi 25, hoặc là đặt năm 25 tuổi mình có thể đặt được tự do tài chính. Nghe nó rất là khó, nó rất là hoang đường, tuy nhiên thì mình nghĩ thì mình cứ sẽ cố gắng, mà mình có mục tiêu mình sẽ đạt được thôi. Đó là mình sẽ cố gắng tự do tài chính ở tuổi 25. Tự do tài chính thì có thể một số bạn các bạn vẫn chưa hình dung được, nhưng mà hiểu nôm na ấy là khi bạn đạt được cái mốc tự do tài chính so với cái mức sống của bạn ở thời điểm hiện tại, thì có nghĩa là bạn sẽ không cần phải làm gì hết, mà tiền nó sẽ tự động về túi của bạn, và bạn có thể sống an nhàn
bạn không cần phải làm việc đến cuối đời luôn. Đó là tự do tài chính. Nhưng mà mình muốn là ở tuổi 25 mình có thể đạt được mức đấy, không biết có được không, nhưng mình sẽ cố gắng thôi. Son Merzi, và tiếp tục ở đây là series bóc son Merzi cho các bạn. Mình sang, mình nhớ mình sang son nhiều lắm. Cuối cùng, giữa gia đình, công việc và tình yêu thì bạn hãy sắp xếp thứ tự. Sắp xếp thứ tự gia đình, công việc và hôn nhân này. Không phải từ tình yêu nhưng dùng hôn nhân cho nó chuẩn. Cái này là cái gì? Cái này là dầu gội khô. Và giá mình săn được là 27.000. Ê, nó bị lộ QR đâu rồi? Đây, 27.000 nha các đồng chí ơi. Đó, dầu gội khô. Dầu gội khô mình săn với giá được 27.000. Hàng chính hãng hết nha, khổ lắm, phải nhắc lại thôi. Gia đình, công việc và tình yêu thì mình sẽ xếp công việc ưu tiên. Sau đấy là đến gia đình và đến tình yêu. Đó. Lại là công việc, rồi đến gia đình, rồi đến tình yêu. Lý do, sau đây sẽ chia sẻ lý do mà từ từ là bóc đã. Mất tập trung, dầu gội khô, thề. Các bạn ơi, mình đã từng dùng dầu gội khô rồi, mình nghĩ là bất kể ai trong chúng ta thì cũng nên có một cái chai dầu gội khô, kể cả nam kể cả nữ nha. Ngày nào tóc bếp xịt một phát là các bạn sẽ thấy khác biệt luôn. Lý do mà mình xếp công việc ở đầu tiên thì ở thời điểm hiện tại, quan điểm của mình ở thời điểm hiện tại nhá, là mình sinh ra trong một gia đình nghèo thì không phải nghèo, đủ ăn. Nhưng mà so với cái mức khao khát, cái mức sống của mình thì mình nghĩ rằng là nó khổ. Và đó là một trong những yêu. Cái này sao nó dâu thế? Này sao nó dâu thế? 37.000. Và một trong những cái lý do mình xếp công việc đầu tiên ấy thì là mình nghĩ rằng là công việc nó có thể giúp mình nhiều thứ, giúp cái cuộc sống của mình được ổn định hơn, mình sống theo theo ý mình, mình có thể mua những món đồ mình thích, mình có thể giúp được bố mẹ đỡ khổ hơn. Thế thì mình nghĩ là cho nên là mình đặt công việc đầu tiên và sau đấy mới đến gia đình. Còn cái việc là mình thực sự là mình rất khao khát cái tình yêu. Tuy nhiên thì cái này là cái này là mình săn của like của Phạm Thoại. Son cũng là hình như là cái này là son gì đó. Cái này là Merzi, giá 27.000. Giá 27.000. Còn cái câu chuyện là mình để tình yêu cuối cùng ấy. Đấy, thì như hồi nãy mình có sàm sàm với các bạn rồi đấy, là mình chưa được trải qua một cái tình yêu nào cảm giác trọn vẹn cả. Cho nên là đối với mình, cái câu chuyện tình yêu hoặc cái câu chuyện hôn nhân nó thực sự nó rất là lu mờ ấy. Kiểu rõ ràng là ở trong đầu của mình nhá, mình luôn luôn tưởng tượng là tình yêu nó màu hồng, nó thực sự đẹp đẽ. Nhưng mà khi mà mình bước vào thì mình cảm thấy mọi cái câu chuyện tình cảm của mình nó bị trắc trở. Kiểu mình toàn cứ bị thích mấy cái người mà người ta không thích mình ấy. Trớ trêu lắm các bạn ơi, cho nên là chưa có một khoảng thời gian nào gọi là tình cảm nó đẹp đẽ cả. Cho nên là đâm ra nó cứ sao sao ấy. Son, hết rồi đúng không? Hết mấy cái câu hỏi mà các bạn hỏi mình rồi đúng không? Nếu như mà sau cái video này mà các bạn cảm thấy cái series này hay thì các bạn có thể bấm like, ủng hộ mình, xem rồi comment gì đấy để mình biết rằng là mình tiếp tục là mình săn sale và về mình đập hàng, đập hộp và chia sẻ với mọi người nha. Chứ là mình không biết là mình làm xong cái series này các bạn có ủng hộ hay không, nhưng mà mình nghĩ là mình đang thích làm cái kiểu này. Đấy, đập hộp để đối lập đập hộp. Thích mà đúng không? Cái này là gì? Ôi, bóc hàng rồi mà quên chưa đọc. Cái này là son Merzi tiếp, nhưng mà cái này tận 44.000, hình như là cái này là không áp được free ship, hết free ship rồi. Son Merzi 44.000, nhưng mà cũng rẻ mà đúng không? Son Merzi 44.000 là rẻ rồi. Chả nhớ màu gì nữa luôn ý. Thực tế là mình chả biết son ra màu gì đâu. Mình cứ bấm vào xong bắt đầu mình thấy cái nào nó sốc, nó ghi là hot đấy, xong mình mua thôi. Son Merzi, sao nhiều mẫu nhỉ? Nhiều hộp hết, mấy cái này là của Merzi cả, sao nó khác mẫu rồi ta. Còn ở đây chúng ta còn 4 hộp son nữa. Là hết rồi mọi người. Son. Đấy, cho nên là mình làm cái series này nếu như các bạn cảm thấy ok, để mình quay nó đi. Son này là cũng là son Merzi luôn, 24.000 này, 24.000 nhá, 28.000, 14.000, 14.000 với cái này là của L'Oreal, cái này là kem chống nắng,
kem chống nắng của nhà L'Oreal mà mình săn với giá là 132.000 đó. Hy vọng là series này các bạn sẽ thích, và nhớ nếu như là lần sau mà các bạn thích ấy, các bạn nếu mà các bạn thích ấy, thì các bạn có thể là đặt thêm cho mình những cái câu hỏi để hôm sau là mình săn đồ xong ấy, mình sẽ kiểu con đồ như thế này, sau đấy là mình trò chuyện tâm sự với mọi người và đập hộp hàng cho các bạn nha. Hàng bây giờ ấy, trên bàn là quá trời nhiều rồi, đã đầy mất hàng rồi các bạn ơi. Son Moji, Son Moji, mình nghĩ là mình sẽ give away 2 thỏi Son Moji cho 2 bạn may mắn. Các bạn có thể đặt câu hỏi hoặc là các bạn có thể mình sẽ give away 2 thỏi Son Moji là cho 2 bạn may mắn comment ở dưới bài post này theo cái nội dung là: một là các bạn có thể góp ý cho mình để mình có thể sản xuất quay dựng video tốt hơn, hoặc hai là các bạn có thể đặt lại cho mình những cái câu hỏi để mình làm tiếp ở cái series sau, và mình cảm thấy hay thì mình sẽ tặng nha. Mình sẽ tặng 2 thỏi Son Moji màu bất kỳ, thực ra mình không biết màu nào cả, nhưng mà mấy màu này mình chọn đều là màu hot cả đó, cho 2 bạn comment ở dưới bài post này nha. Nhớ bấm like, nhớ bấm like ủng hộ mình nhé, bởi vì hình như là nếu như các bạn like nhiều thì là cái video sẽ được đề xuất thì phải, sao mình không có rảnh lắm nha mọi người đó. Ấy vô xong tiếp nè. Ơ cái này này vỏ khác à, sao có gì nó nhiều, mơ gì nó nhiều vỏ vậy. Ấy vô đó, mưa đi tiếp. Và đây là cuối cùng, final, cái này là kem chống nắng của nhà L'Oreal thì mình cũng đang dùng rồi. À và mình nghĩ rằng là mình sẽ để những cái link sản phẩm mà mình đã săn được ở trong cái chỗ phần mô tả ấy, để nếu như các bạn thực sự cần những cái món đồ này thì các bạn có thể bấm vào các bạn mua nha. Đó, mình sẽ để các bạn xem là các bạn bấm vào các bạn kiểm tra xem là nếu như các bạn mua thì ở mức giá bao nhiêu mình có thể mua rẻ được như thế. Kem chống nắng của nhà L'Oreal. Và đây là toàn bộ món đồ mà chúng ta đã vừa mới bóc hàng xong, và đây là chiến trường. Ui chào ơi. Và cuối cùng, cảm ơn các bạn đã xem video của mình, và nếu như thấy hay hãy nhớ bấm like, chia sẻ và comment ở phần bình luận cho mình biết với nhá. Và mình là Long Hao, là admin của group Sa Sale của Long Hao. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye.